Chiếc xe Suzuki Carry Pro này đã rất nổi tiếng rồi, được thị trường đón nhận về độ bền bỉ ổn định. Kéo theo là đó là độ giữ giá khi chúng ta muốn bán lại xe. Xin kính chào quý vị và các bạn, hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến mọi người chiếc xe Suzuki Carry Pro phiên bản mới nhất 2022 với chiếc xe phiên bản thùng kín siêu dài, chất liệu đóng thùng là tôn mạ kẽm giật sóng. Thì đây sẽ là phiên bản 2022. Thì để phân biệt so với phiên bản trước đó thì nó sẽ có cái tem Euro 5 ở phần đầu xe. Đây là phiên bản 2022, chúng ta sẽ có tem tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đồng nghĩa với việc là nó sẽ được trang bị tiêu chuẩn khí thải mới Euro 5, giúp cho chúng ta sẽ có một chiếc xe nó thân thiện với môi trường hơn, cũng như là nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với cái động cơ thế hệ cũ. Chiếc xe Carry Pro này sẽ vẫn được Suzuki nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, chỉ có phát thùng xe là chúng ta sẽ đóng tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của đăng kiểm. Và vẫn đặc trưng của dòng Pro với phần đầu xe được thiết kế gọn gàng hiện đại. Xe nhập khẩu lên thân vỏ rất cứng cáp và chắc chắn. Đặc biệt thì theo chiếc xe này chúng ta được trang bị sẵn hệ thống điều hòa 2 chế độ nóng lạnh theo xe, tay lái trợ lực điện, trang bị hệ thống giải trí FM radio, khoang lái rộng rãi thoải mái, ghế ngồi chúng ta có thể điều chỉnh được. Chúng ta có thể tìm cái vị trí lái nó thuận tiện nhất. Ghế phụ thì rất lớn, khi cần thiết chúng ta có thể ngồi được 2 người. Và xung quanh sẽ có rất nhiều các cái hộc để đồ, giúp chúng ta rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Thì phiên bản Carry Pro này chúng ta sẽ có rất nhiều các phiên bản thùng cho chúng ta lựa chọn. Ví dụ như là thùng mũi bạt, đây là phiên bản thùng kín và có rất nhiều các chất liệu đóng thùng, đây là chất liệu tôn mạ kẽm. Ngoài ra chúng ta có thể chọn như chất liệu nhôm, inox, composite tùy theo nhu cầu sử dụng. Với chiếc Pro này, phiên bản tiêu chuẩn của nó có chiều dài thùng là 2m4. Đây là phiên bản siêu dài, chiều dài thùng lên đến 2m7, giúp chúng ta có thể chuyên chở được nhiều hàng hóa hơn. Ở phiên bản thùng kín này thì chúng ta sẽ có cửa làm bằng gioăng cao su rất chắc chắn và cẩn thận. Cửa 2 thanh cài. Trên phần thùng xe sẽ có đèn báo hiệu khi chúng ta đi ban đêm. Và chúng ta có thể mở thêm cửa hông khi cần thiết để bốc xếp hàng hóa. Đây là phía trong lòng thùng. Thùng sẽ được đóng lên từ sắt xi. Phía cuối thùng sẽ có hệ thống thoát nước, hệ nước sẽ chảy về cuối thùng. Trên trần chúng ta đã trang bị hệ thống chiếu sáng đảm bảo ánh sáng khi chúng ta bốc xếp hàng hóa. Đây là phiên bản tiêu chuẩn với thùng 1 lớp. Ngoài ra chúng ta có thể chọn đóng thêm ví dụ thùng 2 lớp, 3 lớp với lớp xốp cách nhiệt ở giữa, tùy theo nhu cầu cũng như từng loại hàng hóa mà chúng ta có thể lựa chọn cho nó phù hợp. Phía dưới đây sẽ là vị trí của ống thoát nước, hệ thống thoát nước của phần sàn xe. Chiếc xe Suzuki Carry Pro này đã rất nổi tiếng rồi, được thị trường đón nhận về độ bền bỉ ổn định. Kéo theo là đó là độ giữ giá khi chúng ta muốn bán lại xe. Hiện tại thì bên mình đang có sẵn xe, rất nhiều các phiên bản thùng, cũng như là đang có rất nhiều các chương trình khuyến mãi cho các dòng xe của Suzuki. Đặc biệt là đối với chiếc Carry Pro này. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên và hãy like và subscribe để ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.